Thưa quý vị, người Hoa cũng như người Việt có những mối quan hệ thân thiết như anh em một nhà. Đó là một kết quả đáng mừng sau 43 năm chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đa phần họ cam tâm làm tay sai cho Trung Quốc là một cái điều không thể bác bỏ. Thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu một cái bài viết của nhà báo Hoàng Hải Vân, thư ký tòa soạn của báo Thanh Niên trước đây, với tiêu đề "Phút ấy đất dưới chân mình là Tổ quốc". Theo nhà báo Hoàng Hải Vân, chúng ta chiến thắng bộ đội quân xâm lược hùng mạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc với 60 vạn quân đồng loạt tràn sang đánh úp Việt Nam trong đêm ngày 17 tháng 2 năm 1979, trong khi dân tộc Việt Nam khi đó đang nghèo đói sau mấy chục năm chiến tranh. Khi đó là một chiến tranh vang dội nhất tội ác của quân đội Trung Quốc xâm lược gây ra cho đồng bào ta dọc các cái tỉnh biên giới phía Bắc là một cái tội ác man rợ nhất. Dù rằng người Việt Nam vẫn luôn luôn coi dân Trung Quốc là bạn bè, hai bên vẫn giao thương làm ăn thuận mua vừa bán, nhưng theo tác giả Hoàng Hải Vân, chừng nào nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn ấp ủ những mưu đồ họ thôn tính biển đảo của Việt Nam, họ lũng đoạn kinh tế Việt Nam, thì cái mối thù kia vẫn là một mối thù truyền kiếp không bao giờ xóa nhòa được. Bởi vì lịch sử đã cho thấy khi thế giặc mạnh thường xuất hiện những cái đám phản trắc trong nước sẵn sàng làm nội ứng cho giặc. Theo tác giả Hoàng Hải Vân, ngày xưa sau khi đánh thắng quân Nguyên Mông lần thứ hai, triều đình đã thu một cái hòm biểu xin hàng giặc của rất nhiều vương hầu và quan lại. Thượng hoàng Trần Thánh Tông đã sai mang đốt hết, để những cái kẻ mang lòng phản trắc chưa kịp phản trắc yên lòng làm người tử tế, mà chỉ trừng phạt những cái kẻ đã đầu hàng giặc rồi. Triều đình khi ấy chấp nhận rủi ro để đoàn kết đất nước, nhưng đã mang lòng phản trắc không thể tin tưởng được. Và Việt Nam chúng ta 40 năm trước với cái đám phản trắc mà Hoàng Văn Hoan là kẻ đầu têu, cuối cùng cũng được tha tội tử hình theo lệnh của Nguyễn Văn Linh. Theo nhà báo Hoàng Hải Vân, ngày nay khi giặc bành trướng Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, suốt ngày lăm le thôn tính biển đảo của Việt Nam, Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh kinh tế để lũng đoạn kinh tế và cơ sở hạ tầng của Việt Nam, sử dụng tín dụng đen để đưa Việt Nam vào cái bẫy nợ nhằm khống chế chủ quyền của Việt Nam. Lập tức cái đám mang lòng phản trắc, đó là các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương tới địa phương, dân biểu làm tay sai cho Trung Quốc. Đó là lý do tại sao thiếu tướng Trương Giang Long đã tố cáo trong cái clip vào đầu năm 2017. Theo thiếu tướng Trương Giang Long, con số đó không phải chỉ hàng trăm, mà nó còn trăm này đến trăm khác. Và những cái biểu hiện công khai để có thể nhận diện bọn này là: cụ thể, một, bọn chuyên giao đất cho các doanh nghiệp Trung Quốc tại những cái vị trí phòng thủ bờ biển, chẳng hạn như một số vị trí phòng thủ quan trọng tại bờ biển miền Trung mà Trịnh Văn Quyết là tên trùm lãnh đạo các cái tỉnh miền Trung đã giao đất cho các cái doanh nghiệp Trung Quốc thông qua Trịnh Vành Quốc với danh nghĩa đầu tư kinh doanh. Nhưng khi chiến tranh xảy ra thì chắc chắn 100% theo nhà báo Hoàng Hải Vân, chúng nó sẽ biến thành những cái cứ điểm quân sự, rồi những cái kẻ quyết định giao đất kia không mang lòng phản trắc thì gọi là gì? Vấn đề thứ hai, đó là bọn phản trắc nó vay nợ của Trung Quốc. Chúng nó chấp nhận các điều kiện về giao thầu, cung cấp vật tư thiết bị, tư vấn giám sát của Trung Quốc để đưa chủ quyền của đất nước vào thòng lọng của Trung Quốc. Điển hình là dễ thấy nhất dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, một cái con rắn bê tông nằm trơ trơ giữa thủ đô trong suốt hơn 10 năm qua mới được đưa vào sử dụng. Những người quyết định cái dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã cố ý đưa chủ quyền Việt Nam vào thòng lọng của Trung Quốc. Này, bọn này không mang lòng phản trắc đối với đất Việt thì là cái gì? Vấn đề thứ ba, bọn này nó nhập ào ào các phương tiện thiết bị lạc hậu Trung Quốc bằng cả tiền vay của Trung Quốc cũng như tiền tươi thóc thật của đất nước. Đó là những cái công trình nhiệt điện chạy than, những cái xi măng lò đứng trước đây, đến các cái thiết bị ngày nay, và biến Việt Nam trở thành một cái bãi rác Trung Quốc. Và những người quyết định, những lãnh đạo cao cấp của Việt Nam như Hoàng Trung Hải, nó không mang lòng phản trắc đối với đất nước thì là cái gì? Vấn đề thứ tư, cùng với các cái thiết bị công nghệ lạc hậu, việc hạ thấp các cái tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, thậm chí không đặt ra các cái tiêu chuẩn nào, Đó là những cái việc tạo điều kiện cho hàng hóa kém chất lượng, trong đó có vô số các cái thực phẩm nhiễm chất độc cùng với các loại thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại dùng cho thực phẩm được chính quyền cho nhập tràn lan. Mà theo nhà báo Hoàng Hải Vân, đó là một trong những nguyên nhân mà Việt Nam chỉ có chưa tới 100 triệu dân mà năm nào người ta cũng cho nhập siêu từ Trung Quốc. Cụ thể năm 2020, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc 35 tỷ đô la. May mà Việt Nam có xuất siêu qua thị trường Mỹ tới 60 tỷ đô la, nên nền kinh tế Việt Nam mới có mức xuất siêu kỷ lục tới 19 tỷ đô la. Sang năm 2021, nhập siêu từ Trung Quốc lên tới 54 tỷ đô la. Và các nhà quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu, nếu không có lòng phản trắc, thì cũng bị những cái đứa có lòng phản trắc thao túng bọn này. Đó là lý do vì sao, theo nhà báo Hoàng Hải Vân, ngay cả một cái nước Mỹ hùng mạnh và xa xôi, Trung Quốc nó còn tìm cách thao túng từ giáo dục tới công nghệ. Huống hồ Việt Nam chúng ta là một cái nước nhỏ yếu nằm sát bên cạnh chúng. Bởi vậy, đối với họa bá kình Trung Quốc, theo nhà báo Hoàng Hải Vân, Việt Nam giữ gìn biển đảo là một chuyện, còn phải giữ đất liền, chặn đứng sự thao túng chủ quyền bằng các cái thủ đoạn kinh tế, chống giặc ngoài là một chuyện, còn phải diệt được cho giặc bên trong. Và 43 năm kết thúc cuộc chiến, nó vẫn đang tiếp diễn. Thưa quý vị, đó là một cái bài viết của nhà báo Hoàng Hải Vân rút ra những cái bài học kinh nghiệm để chỉ mặt, định danh những cái kẻ phản trắc bán nước ở Việt Nam. Và thưa quý vị, để kết thúc cái phần nói chuyện về chiến tranh biên giới, chúng tôi cùng đọc lại một cái bài thơ của nhà thơ Thanh Thảo về cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược cách đây 43 năm. Và thưa quý vị, theo chúng tôi, đây là một cái bài thơ có thể nói là hay nhất về cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Bởi vì khi đọc bài thơ này thì luôn luôn có một cái cảm giác rất thiêng liêng. Thưa quý vị, cái bài thơ của nhà thơ Thanh Thảo có nhan đề Tổ quốc. Theo đó, Việt nắng mỏng trước sân mái gà cục tác, con tôi ngủ trong nuôi văng vẳng tiếng còi tàu. Bữa cơm gia đình tôi trộn bắp trộn sắn 70%. Mùa xuân những cơn bão hung hãn bất ngờ ập tới, như rừng kia, như biển kia. Tổ quốc tôi đứng lên chiếc bầy xâm lăng phương Bắc, những dãy núi cong tránh cùng những nỏ thần khủng khiếp, lại tung hàng loạt mũi tên xuyên ngực quân thù. Ải Nam Quan ngọn khói xưa Nguyễn Trãi nuốt nước mắt quay về, 10 năm nằm gai nếm mặt. Hẻm Chi Lăng lâm lì sông Cồn Cồn bốc cháy, pháo đã giăng từ ngàn vạn điểm cao. Quân di chuyển như những dòng sông chảy ngược, mây nghi yên tử thuở nào. Còn những dáng Trần Nhân Tông mắt dõi về phương Bắc, tính nước cờ ung dung trên cao, sông Kỳ cùng những tảng đá lên hơi, đùa với mặt trời trong nước. Tôi chỉ đến nắm một lần nhưng đó là Tổ quốc, chảy thầm lặng trong suốt cuộc đời tôi. Những câu lượn, câu sli đêm chợ Kỳ Lửa, chén rượu nồng thơm sắc màu thổ cầm. Vó ngựa gõ giòn lâng lâng sương khuya, khẩu súng chống tăng ghi chặt vào vai. Anh xạ thủ Hờ Mông 18 tuổi, khi lũ giặc đang điên cuồng lao tới, một chấm nhỏ trên bản đồ, một chấm nhỏ thiêng liêng. Phút người lính đứng bật lên, cắm chặt chân vào đất, phút đấy dưới chân anh là Tổ quốc. Quả đạn rơi nòng trong chớp mắt, chiếc xe tăng cháy ngang đồi, lũ giặc lùi xa. Anh lính trẻ mỉm cười lau mồ hôi trên mặt, gương mặt dịu lành như Tổ quốc chúng ta. Thưa quý vị, đây là một cái bài thơ của nhà thơ Thanh Thảo viết tháng 2 năm 1979. Và thưa quý vị, mỗi lần tôi đọc lại cái bài thơ này thì luôn luôn hết sức xúc động. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.